Hi, chào các bạn, đến một clip khác của mình ha. Hôm nay mình có bạn cho bạn coi cái này hay ho lắm nè. Đây là một hộp đựng giày, nhưng mà đôi giày này rất là đặc biệt. Đây á là một đôi giày của Biti's Hunter này, các bạn đã thấy được đúng không? Đây là bên trong. Đây là bên trong nha. Các bạn coi cái điều đặc biệt của đôi giày này nha. Không phải một đôi Biti's bình thường này. Đây là một đôi unique luôn. Nếu bạn thấy ở trên này sẽ có khắc cái tên thương hiệu của mình luôn, Saleto cái này nè. Đó. Đây là một đôi Biti's và có logo của cái giải chạy vừa rồi á. Mình làm clip này để nói về cái ngày hôm đó luôn. Tại vì ngày hôm đó đó mình đã chụp được tấm hình mình phải gọi là ưng ý nhất trong của cả năm nay luôn, một tấm hình phim nha. Và đặc biệt hơn á, mình chụp cuộn phim đó là cuộn Portra 160 hay là Portra 100 gì đó. Đây là một cuộn phim mà đối với mình bây giờ thật sự rất là quý ha, rất là hiếm. Và nó là một cuộn phim được tặng nha, chứ không phải là cuộn phim mình mua được đâu. Và mình đã dùng nó để chụp cho một cái sự kiện, cụ thể đây là một giải chạy. Và cái giải chạy này á, nó chính là cái giải chạy mà gọi là đường đua cặp đôi. Mình sẽ đi sâu vào chi tiết kỹ hơn ha. Thuộc là bên team media quay cho cái sự kiện đó. Và nó được diễn ra cách đây cỡ 1 tháng rồi, mà bây giờ mình mới có dịp để làm clip recap lại. Và đặc biệt đó chính là 1.000 cặp đôi đã sẵn sàng cho đường chạy ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho sự có mặt của tất cả chúng ta. Tại vì hôm nay cũng là cái ngày trao giải cho những cái vận động viên tham gia ngày hôm đó ha. Và nói về ý nghĩa của cái sự kiện này á, thì lại rất là hay. Mình không nghĩ là một sự kiện kiểu nhân văn ý nghĩa như vậy á, mà tới bây giờ mình mới biết ha. Tổ chức đám cưới, đám hỏi văn minh, tiết kiệm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình, một nét đặc trưng rất hào sản của người dân thành phố. Trưởng thành và lớn mạnh qua từng năm, chương trình lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công dân thành phố tổ chức đã nhận được nhiều giải thưởng như giải thưởng Hồ Hảo Hớn của Ban Thường vụ Thành đoàn, giải thưởng Đại đoàn kết dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cũng như xác lập 3 kỷ lục Guinness Việt Nam cho lễ cưới tập thể có số lượng cặp đôi tham gia nhiều nhất, sân khấu lễ cưới tập thể lớn nhất và cổng cưới tạo hình rồng phượng bằng hoa và trái cây có kích thước lớn nhất. Tiếp nối những thành quả đó, hôm nay trong không khí kỷ niệm 78 năm những ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công dân thành phố vui mừng công bố và khởi động chương trình lễ cưới tập thể năm 2023 với rất nhiều những sự kiện hoạt động. Đặc biệt chúng ta cùng hướng về sự kiện chính đó là lễ cưới, sự kiện trọng đại của đời người dành cho 150 cặp đôi vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 nhân kỷ niệm ngày truyền thống Thanh niên Công nhân thành phố. Hành trình bắt đầu bằng một sự kiện rất ý nghĩa ngày hôm nay, đó là đường chạy cặp đôi Couple Run 2023. Đây có thể được xem là giải chạy đôi chính thức đầu tiên, là hoạt động thể thao không chỉ hưởng ứng phát động đoàn viên, thanh niên, sinh viên rèn luyện thể thao, đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày. Cái cuộn Portra này á, là một cuộn phim mà mình thật sự rất là ưng, rất là quý ha. Mình đã từng chụp từ cuộn này từ hồi xưa rất là nhiều rồi. Và cuộn này chuyên để chụp chân dung hoặc là những cái mood mà mình thật sự muốn. Nhưng mà tại vì theo thời gian thì giá rất là cao, cũng như là nguồn hàng cực kỳ khó để kiếm luôn. Bây giờ mua cuộn đó chắc phải 300-400 trở lên á. Và mình được tặng từ một bạn theo dõi kênh của mình. Bạn ấy được một bạn ở Nhật mang về tặng á. Thì cuộn này rất là quý luôn. Bạn ấy tặng mình như lúc mà nói là kiểu cảm ơn những chia sẻ của mình kiểu về nhiếp ảnh, chụp hình phim cái kiểu á. Mình rất là cảm kích luôn. Thì mình có hứa là sẽ chụp bạn đó một cuộn phim để cảm ơn lại. Nhưng mà một thời gian trôi qua mà chưa xét được lịch ha. Mặc dù đã chụp với một cuộn cine rồi. Nếu bạn đã từng coi cái clip của mình review cái con Olympus OM1 gần nhất á, thì sẽ có xuất hiện của cặp đôi đó xuất hiện ha. Xong rồi hôm đó là có ngày giải chạy mà mình lại không kiếm được phim nào luôn. Tại vì mình thường chụp cine á, mà cái ngày hôm đó là những cái lab mà chuyên trích cine mà gần mình á, cũng tối á, là họ hết cái cuộn cine rồi, hết phim rồi, thế là mình hết lựa chọn. Nhưng mà mình nhận ra là mình còn cuộn Portra để dành bấy lâu nay luôn. Và mình thật sự rất là muốn test chụp cuộn đó. Và mình quyết định chụp luôn. Con máy mình sử dụng trong đợt đó là con OM1. Cụ thể là con máy phim này nè. Con Olympus OM1 là con máy mà kiểu mình cảm thấy tin tưởng nhất luôn. Nhưng mà có một điểm trừ khá là lớn, là mình chụp trong một cái sự kiện thể thao, sự kiện chạy, và mình phải lấy nét hoàn toàn bằng tay. Nên điều đó khá là rủi ro nếu mình dẫn đến việc khả năng out nét rất là cao á. Nhưng mình vẫn liều, tại vì mình biết là chất lượng cho ra từ con này sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với những con còn suốt. Để nói về sự kiện này á thì cũng giống như là một cái giải chạy khác ha, nhưng cái này chỉ là sự kiện tiền đề cho cái sự kiện quan trọng sau đó, đó là sự kiện mà diễn ra gọi là lễ cưới tập thể ha. Lễ cưới tập thể dành cho những cái cặp đôi mà đã yêu nhau, đã kết hôn rất là lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện để mà tổ chức đám cưới á. Thì sau khi những cái người mà thắng giải ở cái sự kiện cuộc đua Couple Run này á, thì họ sẽ được gọi là đẩy tới cái phần sự kiện thứ hai là trong danh sách mà những người mà những cặp đôi sẽ được tổ chức trong cái lễ cưới đó. Và mình cũng may mắn là sẽ được quay cái buổi mà diễn ra cái lễ cưới tập thể đó. Cái đó mình sẽ nói trong một clip khác ha. Còn clip này mình chỉ tập trung chia sẻ những hình ảnh mà gọi là đẹp nhất của cái buổi Couple Run hôm đó. Trời, các bạn không biết cảm giác của mình khi mà nhận được những tấm hình phim đó đâu ha. Cảm giác nó rất là đã luôn. Có những shot của mình chụp á, là nó bị ao nét, nhưng mà nó lại tạo ra cảm giác rất là đã ha. Có nghĩa là mình đã bắt đúng cái khoảnh khắc mà người ta kiểu như là chạy vì kiểu mục tiêu của họ, chạy mục đích của họ và họ cán đích được á, là họ cảm giác cực kỳ vui mừng luôn á. Và mình bắt được khoảnh khắc đó. Như lúc trước mình thường hay nói là mình thường ưu tiên gọi là khoảnh khắc nhiều hơn là kể cả bố cục hay là ánh sáng hay là màu sắc ha. Còn bắt được khoảnh khắc ha, có thể ao nét một chút, nhưng mà ghi được khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà mình kiểu như tách một phát là không bao giờ có thể chụp lại được á, cực kỳ hoàn hảo luôn. Cùng xem nè. Đó là những tấm hình phim mà gọi là toàn cảnh của cái sự kiện ngày hôm đó, một cái giải chạy buổi sáng ha. Nhưng mà cái tấm hình mà mình cảm thấy ưng nhất chính là cái tấm hình của cặp đôi cán đích và cặp đôi mà ôm chầm lấy nhau khi mà họ biết là họ thành công, họ đạt được cái điều mình muốn rồi. Tấm hình mình cảm thấy gọi là tâm đắc nhất trong những tấm hình mình chụp phim ha. Tại vì mình bắt được cái khoảnh khắc mà mình hình dung, và mình sợ lúc đó mình cũng nghĩ là chắc có thể là sẽ hụt mất, sẽ không kịp mất. Tại mình vừa cầm máy quay lẫn cả máy phim luôn, nhưng mình đã chụp được khoảnh khắc đó. Và cũng cảm ơn cái đơn vị tài trợ một lần nữa ha, và kể cả Phát Tiến cũng như là Biti's đã tài trợ cho mình một cái đôi giày với cái tên signature của mình luôn, thương hiệu của mình nè. Đây là món quà signature mà kiểu đầu tiên mình nhận được trong từ lúc lập kênh ra tới giờ luôn á. Thế là từ hồi mà mình sử dụng cái nem này á, đẹp quá ha. Mà đôi này màu trắng được chứ, mình thực sự rất là tiếc không biết có nên mang không nữa, hay là để đứt chân lên kệ nhỉ. Đẹp thực sự, tại vì style của mình rất dày đen hơn, dày trắng để ngắm nhìn hợp lý hơn, mang sợ tiếc lắm. Các bạn đã xem clip này nha.